serum lumot acne là sản phẩm chuyên sử dụng để tái tạo da kháng viêm điều tiết bã nhờn và ngăn ngừa mụn quay trở lại hiện sản phẩm đang được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu vậy nó có thực sự tốt như quảng cáo không và công dụng hiệu quả của serum lumot như thế nào mà chị em lựa chọn sử dụng nhiều vậy hãy cùng shop tìm hiểu trong video bên dưới nhé bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đối với câu hỏi serum Lumot Acne có tốt không thì câu trả lời là rất tốt nhé. Cụ thể là serum Lumot, này có nhiều điểm nổi bật là em này được xem là sản phẩm duy nhất nhưng có thể điều trị được tất cả những loại mụn trứng cá bao gồm mụn ẩn mụn đầu đen mụn cám mụn bọc mụn viêm mụn mủ đây là điều mà toàn bộ khách hàng đều bị ấn tượng và quan tâm điều đáng nói là mụn sẽ không quay trở lại khi sử dụng đúng liệu trình ngoài tác dụng điều trị mụn thì nó còn loại bỏ những tế bào chết kiểm soát dầu nhờn và bụi bẩn ở sâu dưới da đặc biệt những bạn da khô thiếu nước hay lỗ chân lông to thì sử dụng cũng rất phù hợp trong thành phần điều chế không có paraben nên bạn có thể yên tâm tuy nhiên thành phần bha dễ kích ứng với những làn da nhạy cảm nên nếu bạn thuộc nhóm da yếu thì hãy thử trước khi quyết định mua tinh chất có hiệu quả đúng theo liệu trình 4 bước. Đầu tiên là diệt vi khuẩn gây nên mụn giúp điều trị triệt để mụn từ sâu bên trong da. Tiếp theo giúp da thải độc bằng cách loại bỏ tế bào chết, làm sạch và lỗ chân lông thông thoáng. Lúc này bạn sẽ cảm nhận da rất dễ chịu bởi đã được làm sạch tối đa. Sau đó tái tạo da thêm mịn màng và tươi trẻ. Cuối cùng là cân bằng tuyến nhờn giúp da thêm khỏe khoắn. Đấy là lý do tại sao nói serum trị mụn Lumot Acne là rất tốt nhé. Nhắc đến công dụng của serum Lumos Acne thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là em này có tác dụng điều trị triệt để tất cả các loại mụn do các nguyên nhân khác nhau gây ra như mụn bọc, mụn ẩn, mụn đầu đen. Đây là điều mà toàn bộ khách hàng đều bị ấn tượng và quan tâm. Điều đáng nói là mụn sẽ không quay trở lại khi sử dụng đúng liệu trình. Tiếp theo là khả năng giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da sạch, thông thoáng và trở nên mịn màng hơn. Ngoài ra, công dụng nổi bật không kém của em này đó là khả năng tái tạo và phục hồi làn da vượt trội cho da trở nên tươi tắn, trẻ trung đối với những cô nàng bị sạm thâm do mụn thì em này chính là cứu tinh tuyệt vời với khả năng xóa mờ vết thâm mụn hay vết sạm da tối màu hay những đốm nâu có từ trước tái tạo và phục hồi da sau khi bị tổn thương giúp da ngày càng tươi sáng mịn màng và trẻ trung hơn bên trên là những công dụng nổi bật của serum lumot acne đang được ưa chuộng nhất hiện nay chị em có thể tìm hiểu và tin dùng sản phẩm này nhé Serum trị mụn Lumot Acne, hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị mụn Lumot, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.